Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2003. Như thường lệ sáng Chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 104, học về cái phẩm phạm hạnh tiếp theo. Và trước khi học bài mới cũng xin báo cho các Phật tử để ý là chúng ta hôm nay giờ học thêm, sinh hoạt thêm một lần nữa vào ngày mùng 4 là phải ha. Và ngày mùng 4 là chúng ta sinh hoạt thêm một lần nữa rồi nghỉ một cái Chủ nhật. Nghỉ cái Chủ nhật đâu là ngày 11 là phải, tức là nghỉ một cái Chủ nhật thôi. Thì sau đó nhằm ngày 19 tháng 4 âm lịch, sau cái lễ Phật đản, nhằm ngày 19 ngày 18 là Chủ nhật phải không, tức là sau lễ Phật đản thì vào cái ngày Chủ nhật đó, ngày 18 chúng ta sẽ sinh hoạt học trở lại. Tôi nói như vậy để các vị, nếu bữa nay không có, lần sau có, tôi có thể không có nói nữa, để nhớ rằng là học một lần nữa, sau đó nghỉ một cái Chủ nhật. Vì cái thời điểm đó là ở đây người ta làm cái lễ đài của Phật đản á, nó rần rộ, nó ồn ào lắm, cho nên mình phải nghỉ một lần. Bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới tiếp tục. Đức Phật gọi ngài Ca Diếp, nói rằng: này Ca Diếp, Bồ Tát có tịnh giới thanh tịnh, dù chẳng muốn sanh lòng không hối hận, mà lòng không hối hận tự nhiên sanh. Khi mà giữ tịnh giới mà nó trong sạch thì dầu cho không muốn sanh, cái lòng không hối hận, mà cái lòng không hối hận tự nhiên sanh. Tức là mình giữ giới cho nó trong sạch rồi thì mình không có sanh cái tâm hối hận được. Như người có gương sáng trước mặt, dù không muốn thấy mặt mà mặt mình tự hiện. Như nhà nông gieo giống ở ruộng tốt, dù không mong chờ mầm mộng mọc lên mà mầm mộng tự mọc. Lại cũng như ngọn đèn, dù không có ý mong cầu diệt trừ bóng tối mà bóng tối tự mất. Người xinh đẹp thấy diện mạo mình sanh tâm vui mừng, người trí giữ tịnh giới biết giới đức mình thanh tịnh cũng sanh tâm vui mừng, do vậy mà không có hối hận. Trái lại, người phá giới biết giới của mình không thanh tịnh, lòng không vui mừng. Như người tàn tật xấu xa thấy diện mạo mình, lòng rất buồn bã hận tủi thân mình. Thế thì qua cái đoạn kinh này đó, chúng ta để ý thành tựu được cái sự an lành hạnh phúc rồi. Thì trước hết là
là giới học, định học và tuệ học, gọi là tam vô lậu học. Phải có giữ giới thôi. Giới thanh tịnh cho nên tâm không hối hận. Vì tâm không hối hận cho nên được vui mừng. Vì tâm vui mừng cho nên mới là tâm mới thỏa thích. Có thỏa thích thì tâm mới được an ổn. Có an ổn thì chánh định vô động nó mới phát sinh. Có chánh định vô động thì là cái tâm, cái tri kiến chân chính, tri kiến của mình nó mới chân chính. Có tri kiến chân chính thì mới nhàm lìa sinh tử. Có nhàm lìa sinh tử thì là mới có được giải thoát. Có được giải thoát thì mới thấy được Phật tánh. Và có thấy được Phật tánh thì nó đồng nghĩa với mình được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Cái này bữa hổm mình có nghe qua cái lý luận của mình liên tục như thế. Thành ra mình đọc cái đoạn này thêm á mà, để thấy rằng là cái việc tu hành của chúng ta nhé. Tôi thường xoáy sâu cái điểm này để Phật tử để ý. Hoàn toàn là do chúng ta. Tu hành là do chúng ta quán cải, chuyển đổi thân khẩu ý nghiệp không thanh tịnh trở thành thanh tịnh. Từ đó mà có được an vui, rồi có được giải thoát giác ngộ, có được bồ đề niết bàn là do cái sự chuyển hóa của chúng ta. Chứ chúng ta mà không có chuyển hóa thân khẩu ý của mình, không có học giới, học định, học tuệ thì mình không có trông mong ở nơi một cái thế lực nào ở ngoài mình mà giúp cho mình được cái gì hết. Trong kinh thường gọi rằng là cái cõi của mình ở đầy đau khổ, đầy phiền não vô minh, đây là thử ngạn. Còn cái cảnh gọi là cực lạc hay niết bàn đó là bỉ ngạn. Bỉ ngạn tức là bờ sông bên kia, còn thử ngạn là bờ bên này. Ở giữa đó nó có con sông phiền não, mà muốn qua được cái bờ bên kia, bờ này là bờ ta bà, bờ cực khổ nhiều gai go, nhiều đau khổ, muốn qua cái bờ an lành giải thoát của niết bàn, của cực lạc bên kia, là một là phải tự mình lội, hai là phải tạo cái điều kiện có cái thuyền, có cái bè, chỉ nương thuyền bè để mà qua con sông phiền não đó để qua bờ bên kia. Hoặc là không có thuyền bè, phải đích thân tự mình phải nỗ lực mà mình lội thì mình mới có thể tới bờ bên kia. Chứ còn đứng bên này mà cứ gian sinh, cứ cầu nguyện, cứ lại lục, cứ lễ bái, cứ mua hương hoa trà quả mà cúng dường hoài, ai cũng biết rằng không bao giờ qua bờ bên kia được. Mà muốn qua bên kia là qua bờ bên kia, khỏi cứ vượt qua con sông sinh tử ưu bi khổ não này là phải lội qua mà thôi. Phải nỗ lực mà lội qua, phải nỗ lực mà làm bè, phải nỗ lực mà đóng thuyền, nỗ lực mà chèo chống thì mới có thể qua được. Cho nên cái này là cái điều mà mình không thể học lướt qua dễ dàng được. Rất là đơn sơ giản dị mà mình phải tư duy. Chứ còn mình lướt qua thì mình đọc hoài kinh này hết tới kinh nọ, tụng bộ này tới bộ kia mà không đem lại kết quả. Cho nên cái đoạn này học để mà mình để ý cái đó. Mà trước hết là giới. Từ giới nó có cái chánh định. Mà có chánh định ra thì là có tri kiến chân chánh, có trí tuệ, mình nhận thức được chân lý. Tại sao nhận thức được chân lý, tại sao có trí tuệ là mình được giải thoát? Là có trí tuệ rồi, nó giống như cái người mà ta rành về luật pháp của xã hội vậy. Cái người rành luật pháp của xã hội là người ta sẽ không làm những cái gì mà có tính chất phạm pháp, để rồi phải bị bắt bớ, bị tù tội, bị tra vấn. Không có.
Rồi cái người mà để cho mình bị bắt bớ, rồi bị điều tra, rồi bị trật vấn, rồi bị tù tội là do gì? Mình không hiểu pháp luật, hoặc hiểu pháp luật mà cố ý không chấp hành pháp luật. Chứ còn cái người mà hiểu lành pháp luật là người ta là cái người đàng hoàng, là trí giả tự xử, ta không để cho bắt bớ, không để cho điều tra, cho trật vấn, càng không có cái vụ tù tội. Thế là người trí là phải vậy. Cho nên là cái người mà có trí tuệ là nó vượt qua được nhiều cái thứ phiền não vô minh là vì cái lẽ đó. Rất là cụ thể, rất là biện chứng, chứ không phải nói lộ thôi. Tôi biết cái chỗ đó là cái chỗ nguy hiểm, người ta không đến cái chỗ nguy hiểm đó. Tôi biết làm cái đó là trái luật, trái pháp, xã hội không chấp nhận, người ta không làm cái điều đó. Thí dụ như người trí, người ta biết rằng là cái nhậu nhẹt say sưa, siêu đình ngã quán và xì ke ma túy là một cái bệnh nguy hiểm của xã hội trên của thế giới ngày nay. Thế thì là người ta nghe rồi, người trí người ta nghe rồi là người ta cố gắng ta giữ gìn, ta xa lánh. Vì vậy mà ta không có say sưa, ta không có nghiện ngập. Thì cái việc tu hành nó cũng vậy. Có giới, nó có là cái định tâm. Nó có định tâm, có thiền định chân chánh thì nó có cái trí huệ chân chánh. Có trí huệ chân chánh là nhận thức được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là chánh, thế nào là tà. Vì vậy mà người ta không có sai phạm. Thế thì cái điều này nói lên rằng là con người của chúng ta phải làm chủ vận mạng của chúng ta mà thôi. Tổ quy sanh nó kim sanh tiện tu quyết đoán tổn liệu bất do biệt nhân. Đời này tự mình quyết định số phận mình chứ không do ai khác. Bồ Tát tu trì tịnh giới đem lại kết quả, một là vui mừng, hai là thỏa thích. Không làm các điều ác thì có được cái tâm vui mừng. Cái này nó rất là ngộ nha. Mình nghiệm coi trong cái đời sống hàng ngày của mình mà mình không làm điều ác á, ngày nào không làm điều ác là ngày đó có vui mừng, tâm hồn nhẹ nhàng. Mà nhiều ngày liên tục không làm điều ác là đời sống của người đó liên tục có sự nhẹ nhàng an lành. Ngược lại mà ngày nào mà là có làm cái điều gì ác đó là tự mình không thấy an lành được, tự mình dằn vặt lấy mình, tự mình sợ sệt lo âu. Cái này là chịu có thật đó. Ai có để ý có kinh nghiệm trong đời sống mình thì mới thấy không làm các điều ác là có được tâm vui mừng. Biết giới của mình tâm tịnh, tâm được thỏa thích, lúc quan sát thấy được chân tướng của sanh, lúc quan sát thấy được cái chân tướng của sanh tử gọi là vui mừng. Thấy được cái chân tướng của sanh tử, lúc nhận thức được niết bàn và đi vào niết bàn gọi là thỏa thích. Lúc quan sát và thấy được cái chân tướng của sanh tử, cái này nó sâu sắc lắm. Nghe qua nó đơn giản vậy chứ mà phải trui rèn tập luyện ý chí từ lâu mới thấy được cái chân tướng của sanh tử. Cái chân tướng của sanh tử mà thật sự mà có tu giới rồi, là có định rồi, có trí tuệ rồi đó, các vị thấy được cái chân tướng của sanh tử rồi, nó nhẹ hơn là những người mà không thấy được chân tướng của sanh tử nhiều lắm. Thực ra là sanh tử không phải là vấn đề đáng sợ, cho nên nói cái này không dễ, không dễ nghe, không mấy người dễ nghe. Đối với đạo Phật, từ từ rồi các vị học tới, vấn đề sanh tử không phải là vấn đề đáng sợ, tại mình sợ chứ nó không phải là cái đáng sợ.
Cho nên là các cái vị Bồ Tát mà người ta nguyện thay chúng sanh này chịu vô lượng khổ ở trong cái cõi đời ấy mà, ở sinh hoạt trong cõi đời sinh tử, Bồ Tát không có gì sợ sệt hết, không sợ hãi, không lo âu, không có gì sợ sệt. Là tại vì Bồ Tát người ta thấy được cái thực tướng của vạn pháp là chúng vô. Thế thì sự sinh tử cũng là một hình thức sanh diệt, diệt sanh mà không hề có diệt sanh sanh diệt. Tôi nói ví dụ như nếu như thật sự là cái người nằm mộng mà thấy có người trong mộng mà chết rồi trong mộng sống rồi, thì là mà người đó biết mình đang nằm mộng thì cái việc mà sống chết trong mộng mình thấy nó có đáng sợ hãi lắm không? Nếu biết mình đang nằm mộng, chấp nhận mình đang nằm mộng, thì cái việc mà mình vừa thấy vui mừng buồn giận lo âu sợ hãi trong cái giấc mộng đó không thành vấn đề. Còn cái chân tướng của sự sinh tử này, cái thực tướng của nó là vô tướng. Thực tướng của vạn pháp là vô tướng, mà mình là một pháp ở trong vạn pháp, mình là hữu tình ở trong cái vạn pháp hữu tình và vô tình. Vạn pháp vô tình là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thực vật khoáng vật ha. Còn như con người mình là hữu tình, là một pháp ở trong vạn pháp, một thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Và thật sự là Bồ Tát và Phật là tư duy quán chiếu thường ta thấy được cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô. Vì vậy cho nên là một con người mà mình đang sống đây là một hiện tượng duyên sanh, cũng như là cái bình hoa này cũng là một hiện tượng duyên sanh. Bình hoa này tất cả trong cái gì trong vũ trụ đều là có trong bình hoa này hết. Vì một là tất cả là một. Tất cả cái chất liệu gì trong vũ trụ đều có tương quan trong bình hoa. Thế thì là trong con người ta, con người của ta cũng vậy, con người chúng ta cũng là một, mà trong cái một này là nó có cái chất liệu của tất cả pháp. Thế thì thật tướng của vạn pháp là tướng vô, thì con người của chúng ta, thực tướng của chúng ta cũng là tướng vô như vậy. Do vậy cho nên là Bồ Tát á, người ta chấp nhận cái chân lý vô thường, vô ngã. Còn mình học vô thường, mình học vô ngã mà thật sự mình không thấy được cái chân lý đó. Mình học giáo lý vô thường mình nói được, ai hỏi mình nói được và mình biết được, nhưng mà khổ nổi cái là mình không dám chấp nhận cái sự thật của cái chân lý vô thường. Tôi nói cái này đại chúng để nghiệm kỹ mà coi. Nếu mình chấp nhận được cái chân lý vô thường thì thật sự có gì đâu đáng lo, đáng sợ, đáng đau khổ đâu. Sanh thì sanh, mà già thì già, bệnh thì hơi khó chịu một chút, nhưng mà bệnh thì mua thuốc uống chơi, mà uống thuốc không hết á thì chết chơi. Là vì cái thực tướng của mình nó vẫn là vô tướng kia mà. Nhưng mà nói như vậy chứ đừng tưởng đâu là mình chết rồi mình mất đâu nha. Không hề có mất. Cũng như là từ phân, từ tro, từ đất, từ rác rến mà ra có là cái bình hoa này. Bình hoa này nếu để 7 ngày sau bình hoa này thành rác. Thành rác rồi 1 tháng sau đem vô ủ làm phân xanh, trộn lộn với phân xanh với phân chuồng vô, nó thành ra cái chất liệu để thành ra hoa khác. Nó thành ra sầu riêng, nó thành ra măng cục, nó thành ra là măng cầu, vân vân và các thứ hoa đẹp khác. Đó là mọi sự vật là luôn luôn là làm nhân làm duyên cho nhau mà hiện hữu, mà tồn tại, mà gọi là sanh, gọi là diệt. Duyên sanh rồi cũng do duyên diệt, duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà duyên chia ly thì gọi là diệt. Mà diệt cũng không mất đi đâu, mà sanh không phải vì vậy mà nó vĩnh viễn tồn tại. Sanh đấy rồi diệt, diệt rồi sanh.
Thành tư duy quán chiếu như thế là từ từ mình diệt đi, mình thấy được cái chân lý vô ngã của vạn pháp. Vô ngã nghĩa là nó không có một cái chất liệu nào tự nó sinh ra nó, và cũng không có một cái gì trên cõi đời này mà tự nó tồn tại hiện hữu vĩnh cửu mà không bị cái luật vô thường chi phối. Vì vậy cho nên cái chân lý vô ngã là nói về cái mặt mục mở rệu rã về cái mặt không gian. Còn cái chân lý vô thường là nói lên là cái sự chuyển biến cũng mong manh tạm bợ, không có chân thật về mặt thời gian. Cho nên hai cái chân lý vô thường và vô ngã nó cộng lại nó thành ra không gian và thời gian. Nó mục mở rệu rã về mặt không gian, không có tồn tại, không có cứng khư, không có vĩnh cửu được. Thì ta gọi đó là chân lý vô ngã, sự vật đều vô ngã. Mà dựa trên mặt thời gian, ví dụ như cái hoa này bây giờ đẹp nhưng mà từ đây tới chiều nó méo đi, thế thì nó sắp thành rác rồi đó. Đó là dựa trên cái chân lý vô thường. Thế thì vô thường là vô ngã là một chân lý, tất cả sự vật đều là như vậy. Thành ra mình có thể hiểu, mình có thể biết, thậm chí mình nói được, nhưng mà tại vì điên đảo. À, cái từ điên đảo rất hay. Điên đảo là vì biết vô thường mà muốn cự lại với cái vô thường, biết vô thường mà muốn bảo thủ lại cái thường, thì làm sao có được. Cái dòng sông nó chảy từ từ về mà tóc cái đập lại không cho nó chảy, thì tất nhiên nó mới ngập lụt, nó gây ra một sự ngập lụt. Cái chân lý vô thường nó đi theo cái quy luật đó, là sinh lão bệnh tử, mà mình đập mình chặn nó lại thì nó thành ra một sự đau khổ. Mình ngăn một cái dòng sông lại thì nước nó phải dâng lên, nó thành ra gọi là ngập lụt. Ở đây cái dòng sông tử nó đang đi theo cái chiều đó, mình đập, mình không muốn cho nó sinh nó tử, giống như mình đập chặn cái ngòi nước vậy, thì nó thành lụt thôi. Vì vậy mà mình lo âu, mình sợ hãi quá sức là lý do rõ ràng là vô ngã và vô thường mình không dám chấp nhận. Cho nên tôi nói với đại chúng, tôi thì do quân tập và nói nhiều lần quá, thành ra nó có một cái phần quân tập. Cho nên với tôi thì là nếu mà lúc sắp chết mà nếu mà nó đau đớn cỡ nào thì rồi nó nhăn mặt ra sao thì tôi chưa bảo đảm với đại chúng được. Chừng đó nó tự automatic theo nó là thứ tay automatic. Nó nhăn á, thì chuyện đó tôi không bảo đảm. Chứ còn cái chuyện mà chết thì nó thiệt tình mà nói, chưa hề có gì sợ. Mà nếu cần là cứ cười, nếu cười nổi là cứ cười khá 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 đàng hoàng, thì chết chơi thì không có chuyện gì mà sợ nha. Đó là huấn luyện thật kỹ rồi đó. Nhưng mà bây giờ là còn nói thật một câu là chừng đó nếu nó đau, nó nhăn kiểu nào là tôi không bảo đảm à. Nói là hồi đó ông thầy pháp sư rồi sao ông nói là sống chơi ăn chơi làm chơi tu chơi rồi chết chơi mà sao giờ rồi ông nhân mà lại ông có lâu lâu ông cứ đừng hỏi cái đó nào, cái gì cái đó tôi chưa hỏi đó là. Tuy nhiên là tôi vẫn ráng là phải nhập sơ thiền rồi nhị thiền rồi tam thiền rồi tứ thiền, từ tứ thiền rồi nhập lại tam thiền rồi nhị thiền rồi sơ thiền, nghĩa là lấy cái đó mình làm cái đối tượng để mà mình cổ cái tâm mình để mình kính lên ví dụ vậy. Chứ Như Lai thì không có cái này, không có hự hự. Nhưng mà tôi thì tôi có thể tôi làm vậy thì các vị cũng đừng lấy làm lạ, phải không? Bởi vì tôi biết là tôi đã phát huy ra, nếu mà không đau và mà còn chịu nổi thì không ai dạy gì chết gì chi. Mà người ta chết là tại vì đau ghê rút, đau cực kỳ, đau không còn chịu nổi nữa thì nó mới chết. Do vậy cho nên trước khi chết chắc chắn là có cực kỳ đau, đau kiểu gì đó phải là đau cực kỳ, dù còn không còn đủ sức chịu, không còn thở nổi nữa nó mới chết. Do vậy cho nên tôi cũng còn hơi nghi ngờ, đó là thành thật, đó thiệt, không có giấu giếm gì hết. Nhưng mà nếu nó chết rất ngon là tôi vẫn cứ cười kha khả để cho nó đi chứ không có chuyện hối tiếc. Đó là sự thật mà có huấn luyện à, mà phải huấn luyện dữ lắm mới được à, phải nói liên tục cảm đợi
lập trường vững chắc cả đời, cho nó là ít ít, không nói nhiều và không quán chiếu nhiều là không được đâu, sợ lắm. Tôi nói cái đó là để đại chúng để ý đó, để tự mình đào tạo cho mình bồi dưỡng, mình ủa nắn cho mình một cái nghị lực trong cuộc sống. Mình muốn lội qua sông thân mình lội thôi, muốn qua bỉ ngạn, từ thử ngạn mà tới bỉ ngạn là phải tự mình lội sông, tự mình tạo thiện bè. Chứ còn cái danh xin cầu nguyện thể hoa hay là nhờ người khác cầu nguyện danh xin gì đó không có được. Nhờ người khác dạy cho mình làm chiếc bè rồi mình làm bè thì điều đó được. Nhưng mà nhờ người khác là chú nguyện danh xin cầu nguyện gì đó và bản thân mình cầu nguyện không có được. Cho nên ở đây mình học đó, từ nước giới thanh tịnh mà nó ra các thứ an lành. Cho nên cái chữ này nó ngộ lắm. Lúc mà quan sát thấy được cái chân tướng của sinh tử gọi là vui mừng. Thấy được chân tướng sinh tử là lúc đó cái người mà tu tập có vui mừng đấy. Thấy được cái chân tướng của sinh tử là không có gì. Sanh không thật sanh, và diệt cũng không có thật diệt. Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Vì sao vậy? Vì chư hạnh vô thường, thể sanh diệt pháp. Các hạnh pháp đều là vô thường, vì nó là pháp sanh diệt, vì nó là pháp hữu vi. Do vậy cho nên nhất định nó là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Đó là chân lý. Anh muốn được cái vui tịch diệt là phải diệt cái ý niệm sanh diệt, nghĩa là không có sợ sanh giờ sợ diệt, không tham sanh, không sợ diệt. Phải ráng mà uống nắng tâm tánh của mình, ráng mà bồi dưỡng mà tôi luyện ý chí của mình, chứ còn mà không có cách nào. Lúc nhận thức được niết bàn và đi vào niết bàn, chứ đi vào niết bàn tức là nhập niết bàn này. Đi vào niết bàn nhớ rằng là chúng ta còn hiện tiền vậy này, chúng ta có thể là đi vào niết bàn chứ không phải là chờ chết. Đi vào niết bàn nghĩa là chúng ta tạo cho chúng ta từ có cái quá trình mà nó 10 điểm gì nãy đó, từ tâm không hối hận mà có vui mừng, từ vui mừng mà có thá thích, từ thá thích mà có an ổn, từ an ổn mà có chánh định, từ chánh định mà có tri kiến chân chánh, từ có tri kiến chân chánh mà nhằm lìa sinh tử, từ nhằm lìa sinh tử mà có giải thoát, từ có giải thoát mà được niết bàn. Mà biết được Phật tánh, từ biết được Phật tánh là có được niết bàn. Đấy, cho nên là niết bàn là vậy đó, là nhận thức được cái niết bàn, đi vào niết bàn thì gọi là người thỏa thích. Cho nên chúng ta có thể đi vào niết bàn, chúng ta có thể gọi là chúng ta nhập niết bàn. Chứ nhập tức là đi vào, đi vào niết bàn trong cuộc sống. Chẳng qua là cái niết bàn của chúng ta, chúng ta hóa giải được 50% kiến tư hoặc trần sa hoặc ha, thì chúng ta đi vào niết bàn 50%, gọi là niết bàn hữu dư y. Chừng nào chúng ta diệt kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, rồi cuối cùng là cái vô minh hoặc mà gọi là cái sân tướng vô minh, tức là cái vô minh nhỏ như thế nhất mà hết trọn vẹn, thì chúng ta mới đi vào niết bàn vô thượng, gọi là vô thượng niết bàn. Chứ niết bàn chúng ta có thể đi vào trong hàng ngày, trong cuộc sống đấy. Chứ các vị mà không dám nói cái đó, các vị sợ là các vị nó chờ ngày chết mới là hy vọng chờ ngày chết mới nhập niết bàn đó, là nói cái đó hoàn toàn không trúng kinh Phật đâu nha. Bồ Tát tu hồng đại niết bàn do giới thanh tịnh nên thân khẩu ý tam nghiệp thanh tịnh, xa lìa mọi lỗi lầm. Đấy, do thân khẩu ý xa lìa mọi lỗi lầm, vì tam nghiệp không lỗi lầm
nên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết lục căn của Bồ Tát xúc đối với lục cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp không sanh niệm xấu ác ưu phiền, rất là biện chứng, chứ không phải là quan đường quyến hoặc gì cả. Do thân khẩu ý thanh tịnh cho nên cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết lục căn thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh thì nhìn lục cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp không có phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Mà cái này đại chúng để ý đấy, sắc thanh hương vị xúc pháp không phải là, không phải là cái đối tượng mà để làm đau khổ cho ai đâu nha, mà nó là những cái đối tượng, nó là một cái cánh, một cái hiện tượng sự vật nó trang trí cho cuộc sống của con người nữa đó. Đây kiến sắc phi can sắc và văn thanh bất thị thanh ha. Sắc thanh là nó là cảnh thôi chứ nó không phải là nguyên nhân của đau khổ. Còn nếu ai đó cũng mắt thấy sắc sinh ra đau khổ, có, đó là do điên đảo ha. Do mình điên đảo. Ai đó nghe âm thanh sinh ra đau khổ là do điên đảo. Cái thanh không có phải là nguyên nhân của đau khổ, vậy mà ai đó nghe những âm thanh gì đó có thể sinh ra đau khổ là do mình điên đảo, hay là mình tưởng tượng. Mình sống hàng ngày là do nó có hai cách, một là mong hay là tưởng, là do mình tưởng, cái tưởng của mình nó điên đảo. Nên đây lục cảnh ha, sắc thanh hương vị xúc pháp, đối với lục cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp không sanh tâm niệm xấu ác ưu phiền. Vì không có cái niệm ưu phiền xấu ác cho nên tâm an ổn, vì an ổn nên được chánh định, vì được chánh định nên sự thấy biết như thật. Thấy biết như thật tức là thấy biết bằng trí tuệ, thấy biết bằng trí tuệ thì cái thấy biết đó là thấy biết như thật. Thấy biết như thật là như thế nào? Là như thị tướng, đây nhìn cái hoa này như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổ mạc cứu cánh. Cái tướng của các thứ hoa đó nó như thế, cái tánh của nó như thế, cái thể chất của nó như thế, cái nhân duyên của nó sinh ra nó như thế, cái quả của nó như thế, và cái đẹp đẽ, cái sự báo ứng của nó như thế, và rốt ráo nó như thế là như thế. Gọi đó là pháp nhĩ như thị, nó như thế. Cho nên là Đức Phật của chúng ta là nhìn giảng pháp bằng tuệ nhãn, bằng thập như thị, cho nên được như như bất động. Điều đó Đức Phật đã làm được. Các Bồ Tát tu hành lâu đời lâu kiếp rồi cũng làm được. Vì lẽ đó cho nên chúng ta ai cũng có thể làm được, nhưng mà phải uống nắng, phải đào luyện, phải tu học. Cho nên cái bồ đề, cái niết bàn là nhờ cái duyên, nhờ phương tiện nó mới có. Cho nên cái sự giải thoát giác ngộ ai cũng có thể có, nhưng mà phải có phương tiện, phải nhờ cái duyên. Chứ không có phương tiện thì bồ đề nước bạn ở toàn thể xung quanh mình đó, bao trùm phủ lấy mình, ở xung quanh mình, ở chỗ mình mà mình không hay gặp. Có thể mọi người đều có thể mua một cái bật lửa cái quẹt như thế này, nhưng mà bây giờ nó thiếu phương tiện là không có lửa đâu, mà cần phải có phương tiện. Nghĩa là trong đó cái mà cái duyên xa, cái phương tiện, cái duyên xa là cái ốc của tôi, và cái phương tiện mà gần nhất là từ cái ốc của tôi nó chuyển qua cái tay của tôi, và tay và ốc của tôi nó bằng lòng muốn có lửa phải bấm một cái thì lửa nó mới có. Cái lửa gì? Đây nè, ở đây nè, mà hiện giờ đây nè, mà không có sử dụng phương tiện không tìm ra lửa được.
Do vậy cho nên nếu bạn ở xung quanh ta, bao trùm phủ lấy ta, mà chúng ta không có học giới, học định, học tuệ, chúng ta không có tu tập chân lý, quán cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, để chúng ta nhàm lìa sanh tử. Chúng ta không nhàm lìa sanh tử, chúng ta đam mê sanh tử, chúng ta đam mê thế gian, thì không bao giờ chúng ta thấy được niết bàn. Cho nên cái người muốn có niết bàn là cái người đó phải nhàm lìa sanh tử, người đó phải là giữ giới thanh tịnh, người đó có tâm không hối hận, người đó mới được vui mừng. Vui mừng cho nên thỏa thích, thỏa thích cho nên mới có tri kiến chân chánh, có tri kiến chân chánh cho nên mới xa lìa những tội ác. Vì xa lìa vì biết là tội ác là xấu, cho nên nó nhàm lìa sanh tử thì mới thấy được Phật tánh, mới được niết bàn. Này nó có lý do của nó đàng hoàng vậy đó. Cho nên niết bàn là phải sử dụng phương tiện mới có, cũng như lửa này dầu nó sẵn có mà thiếu phương tiện là không có lửa. Thành ra trí tuệ rất là cần đó nha. Tam vô là học, giới định là nhân, mà cái thành tựu á phải là tuệ chứ không phải là giới định. Tu giới tu định không ăn thua gì hết. Nó là cái phần phụ trợ để có ra cái trí tuệ. Nếu ngày nào tu giới tu định rất kỹ mà trí tuệ chưa phát sinh thì Phật pháp không hiện ra. Tôi nghiên cứu kinh Pháp Hoa nát đầu bao nhiêu năm trời tôi mới tìm ra tại sao Phật ngồi 84 ngàn kiếp mà Phật pháp không hiện ra. Vậy chứ cái gì hiện ra? Thì té ra là ông Phật này ông tu giới và tu định không à, mà tuệ chưa có. À, tu giới có nghĩa là thân ông ngồi 84 ngàn kiếp, rồi ông ngồi tại đó là tu định cái gì đó. Tâm ông định 84 ngàn kiếp mà trí tuệ chưa phát sinh thì gọi là Phật pháp không hiện ra. Mà chờ có một cái điều kiện chư thiên tới, các vị học kinh Pháp Hoa nhớ cái phẩm đó là hay lắm. Gửi qua rồi thay qua rồi đổi qua rồi cúng dường qua mới qua tươi hao Phật bây giờ mới vận dụng cái trí não tu thiền định kiểu mới. Phải có tư duy, phải có quán chiếu, trí tuệ mới bừng ra. Trí tuệ bừng ra mới là Phật pháp hiện ra, là để nói lên rằng là định và tuệ không là không thành tựu được cái gì. Là giới và định không là không thành tựu được, mà phải trí tuệ. Vì vậy cho nên đại chúng để ý rằng cái sự tu hành của mình nó coi chừng. Nếu mà các vị gọi là giữ giới rất cực, rất kỹ, rồi thậm chí là các vị tu thiền định ngồi một lần mấy tiếng đồng hồ, tức là định chứ. Nhưng mà định là phải định cái gì, định sao, định nó có cái tính định, nó có cái tà định ha, cho nên là phải để ý cái đó. Rồi còn giới là mình giữ giới thì sao, giới để là định, mà định đó để nó thành cái gì. Mà nếu mà các vị tu thời gian dài mà các vị không phát sinh trí tuệ, đó là y như trong cái Pháp Hoa này 84 ngàn kiếp tu giới tu định mà không có trí tuệ là Phật pháp không hiện ra. Cũng như giới định cốt là để có trí tuệ, có trí tuệ mới nhận thức chân lý, mới xa lìa, mới nhàm chán, mới sinh tử, mới hóa giải phiền não vô minh mới được. Từ cái chỗ đó cho nên lục độ cũng vậy, lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, gọi là tu phước thôi, không bao giờ thành Phật được. Mà phải tu cái độ thứ sáu là bát nhã ba la mật độ thì mới thành Phật được. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi phải nghiên cứu mấy mươi năm trời. Bây giờ tôi nói mấy vị nghe dễ vậy đó, mà còn không chịu nữa là thôi chứ không còn gì để nói nữa. Tôi đi sâu vào kinh điển, tôi nghiên cứu dữ lắm chứ còn học mà qua qua là nói đúng là tôi không có chịu. Cái câu nào mà nói nhau có lý là tôi không chịu được. Nghiên cứu tìm ra cái nguyên nhân, gọi là sâu sắc ở chỗ nào, gọi là nhập niết bàn. Lý do nhập niết bàn phải là cái gì mới có được niết bàn, gọi là Phật tánh. Phật tánh ở đâu, phải làm sao để biết được Phật tánh.
Và tại sao mọi người có Phật tánh mà người ta không biết được, người ta không thấy, người ta không gặp, cả đời người ta không gặp là sao? Điều đó sẽ giải quyết hết. Tất cả mọi người đều có Phật tánh, Phật nói vậy. Vậy mà bao nhiêu người, 8.5 tỷ người trên mặt đất này, được bao nhiêu người biết rằng mình có Phật tánh? Mà dù người ta không biết Phật tánh đi nữa, người ta theo lời Phật dạy là vẫn có Phật tánh, tại sao người ta không gặp? À, phải giải quyết vấn đề đó chứ. Thế thì muốn gặp phải làm sao? Phải có phương tiện, phải có duyên. Đây là tôi nói cái quẹt này để cho các vị dễ thấy đấy. Chứ còn tôi nói một cách nghe là xa xa hơn chút đó, là ở trong núi đá là núi nào cũng có lửa trong hết. Rồi ở trong những cái miếng thép rồi bỏ về dài ngoài đường, mấy thép đường lầy sẽ lửa đó, thép đó là lửa trong dữ lắm đó. Lấy thép đó mà đem mà làm một cái vật gì đó cứng cứng nhọn nhọn, như là cái xẻng hay như là cái sợi ben hay là cái lưỡi liềm lưỡi hái gì đó ha, mà mổ trong đá thì bất cứ đá nào cũng đều có lửa rất dữ. Cái thép đường lầy sẽ lửa đó, lửa rất dữ. Nhưng mà nếu không có, không có cái phương tiện, không có duyên ha, không tạo cái điều kiện, không có hoàn thành một cái phương tiện để cho nó học. Bởi vì nó theo cái quy luật mà đồng chủng là tương tầm, mà dị chủng là tương xích, mà đồng tánh là tương cự, mà dị tánh là tương hấp, mà thì nó phải phù hợp với cái điều kiện của nó. Tại nên mình phải tạo cái duyên và mình phải tạo cái phương tiện. Trong chúng ta ai cũng có Phật tánh, nhưng mà phải tạo cái duyên để nó sanh, để nó hiển lộ ra Phật tánh. Phải có cái phương tiện để nó hiển lộ Phật tánh. Còn bằng không, coi như vĩnh cửu không có. Giống như núi đá vậy, núi nào cũng lửa không có trọng. Nhưng mà đối với cái loài động vật cầm thú, thượng cầm hạ thú, không bao giờ trong núi có lửa. Trong cái sắc đường này, cái lửa này, lửa không quan trọng á. Nhưng mà với những cái loài cầm thú súc vật không bao giờ có lửa. Là tại vì sao? Vì nó không biết tạo duyên và không biết sử dụng phương tiện. Cho nên ở trong một thế giới toàn là lửa mà cái loài đó không hề thấy có lửa. Như Kinh Lăng Nghiêm nói đó, ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện, sự vật hiện tượng nó duyên sanh ra, nó theo cái nghiệp của chúng sanh, do cái duyên của chúng sanh, do cái phương tiện của chúng sanh mà nó phát hiện cái yêu đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh. Cho nên Phật tánh của chúng ta ai cũng có, nhưng mà có người trọn đời không hề gặp, là tại vì ta không sử dụng phương tiện, ta không biết được cái điều kiện, cái duyên. Dầu lửa của chúng ta có từ lâu rồi đó chứ, nhưng mà chúng ta mới lấy được sau 75-80 đây. Còn trước kia chúng ta không có, chúng ta đi mua dầu, mua dầu từ lít. Các nước mà nó không bán dầu là chúng ta cái là lấy trái mùa u, thắng mỡ heo, thắng dầu dừa mà đốt. Trong khi đó là thềm lục địa chúng ta là có dầu bao nhiêu trăm năm nay ở dưới đó chứ. Là tại vì chúng ta không có sử dụng được phương tiện, chúng ta không có điều kiện để tạo duyên và phương tiện. Đừng hỏi rằng vì sao Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh mà chúng tôi không gặp Phật tánh, là tại vì mình chưa biết cái cách để làm cho nó hiển lộ ra. Dầu dừa mà đốt, trong khi đó là thềm lục địa chúng ta là có dầu bao nhiêu trăm năm nay ở dưới đó chứ. Là tại vì chúng ta không có sử dụng được phương tiện, chúng ta không có điều kiện để tạo duyên và phương tiện. Thì đừng hỏi rằng vì sao Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh mà chúng tôi không gặp Phật tánh, là tại vì mình chưa biết cái cách để làm cho nó hiển lộ ra. Vì không có niệm ưu phiền, lục căn là
nó thanh tịnh rồi là không có niệm ưu phiền, vì không có niệm ưu phiền xấu ác nên tâm an ổn, vì an ổn cho nên là được tinh định. Vì phải biết đúng như sự thật nên nhàm lìa sanh tử, vì nhàm lìa sanh tử nên được giải thoát. Vì được chánh định nên phải biết đúng như là sự thật. Vì phải biết như thật nên sanh nên nhầm lìa sanh tử, vì nhầm lìa sanh tử nên được giải thoát, vì có giải thoát nên thấy Phật tánh, vì thấy Phật tánh nên được niết bàn. Đó là kết quả tu trì tịnh giới của Bồ Tát mà giới của thế gian không thể có được. Thế gian ngoại đạo cũng có bày ra cái giữ giới, mà Đức Phật của chúng ta hồi tu hành cũng có tu tập cái kiểu đó để làm gương, để làm mẫu. Giữ cái giới nó không có đúng cái nhân của giải thoát giác ngộ. Ví dụ như cái tuần hát gì ổn đó, các vị có coi đó, là ngoại đạo đó. Tôi không có coi, bởi vì tôi biết cái tuần đó tôi coi là tôi chịu không có nổi đâu. Người ta đạo diễn cái kiểu của thế gian đó mà. Nhưng mà tôi thấy có cái ông ngoại đạo đó, tôi nắm cái tay đổ máu rồi nè. Chảy máu một lòng nè, nắm cái tay mà để cho nó lủng bên đây, nó thấu bên đây nha, giữ giới vậy đó. Giới của ngoại đạo á, giới của phàm phu thế gian là vậy đó. Nắm cho móng tay lủng qua đây mà không được rồi. Rồi còn người thì lấy roi quất cho mình quất cho tới khi nào không còn cảm giác biết đau đớn nữa. Đó là người ta cho là cái nhân để mà thành được cõi trời đấy, sao nên cõi trời. Có người là nhai toàn là lá đắng cho tới khi nào mà cái vị giác của cái lưỡi không còn biết nữa. Đó là cách giữ giới. Còn có người thì nằm lăn ở trong phân bò, nằm lăn ở trong bụi đất, nằm phơi ngoài nắng. Cho nên nhiều cái cách mà giữ giới của ngoại đạo. Phật Thích Ca cũng có làm thử vài món. Vài món là nói đúng ra là Phật Thích Ca cũng là cố ý. Phật Thích Ca cũng cố ý để làm. Biết rằng nó không phải là cái nhân của giác ngộ giải thoát, nhưng mà làm. Làm để sau này để nói với mọi người rằng cái đó không phải là kinh nhân của giải thoát giác ngộ. Cũng giống như tôi học coi sao, coi hạn sao hạn rất giỏi, nhưng mà học mà không làm. Tử vi coi rất hay mà cũng không làm, coi rành lắm mà cũng không làm. Rồi tụng đám này kia, a e này kia, nghĩa là ai làm sao tôi cũng làm vậy được hết, học rồi hết nhưng mà không làm. Phục nguyện rồi kéo hơi dài ra, nghe chưa, nghe là vật liệm á, làm được hết, làm ngon bậc trung tới bậc thượng chứ không phải vừa, nhưng mà không làm. Thành ra Phật Thích Ca hồi đó cũng là có những cái lúc mình đi tu gọi là lung niên khổ hạnh, giữ những cái giới không phải là cái nhân của giải thoát giác ngộ. Thành ra ngài làm rồi, có lúc ăn phân bò mà ngoại đạo nó ăn phân bò, Phật Thích Ca cũng lấy phân bò, cũng ăn phân bò, chịu tận như vậy cho tới còn da bọc lấy xương. Nhưng mà để rồi sau đó nói rằng cái đó không phải nguyên nhân, cái nhân của giải thoát giác ngộ. Sau đó rồi uống sữa của sư già ta, cúng dường bát sữa, trong lúc ngài đi tắm về ngã xỉu trên đường, từ đó đi khất thực trở lại, thân thể được khỏe mạnh, được cường tráng, từ đó mới ngồi thiền với cõi cái bồ đề mới thành đạo. Nên đó là cái giới thời gian nó khác, chứ không phải thời gian không có giới đâu, có giới còn nhiều khi khắc nghiệt ghê gớm hơn của Phật đó cơ. Nhưng mà nó không phải là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ thì không có nhầm gì.
Này Thiện Nam Tử, người đệ tử của Phật không quan niệm rằng thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết 12 bộ kinh cùng với thọ trì đọc tụng giảng thuyết kinh Đại Niết Bàn công đức ngang nhau. Quan niệm vậy là sai. Thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh, giáo lý của 12 bộ kinh chưa, nó không thể sánh bằng với giáo lý của kinh Đại Niết Bàn. Chỗ đó đâu có nhảy vậy hả? Đó về trở lại rồi trở lại ha. Này cái giúp sự thành tựu lớn lao ấy của Bồ Tát, bởi vì khi tu tịnh giới Bồ Tát sử dụng thất thánh tài. Thất thánh tài nhớ nha, tính tấn niệm đề, không phải à, thất thánh tài là giới văn tàm quý niệm định xã. Thất thánh tài đó chứ còn tiền tài sự vật chùa chiền tháp biếu, là thậm chí là những cái chùa bằng vàng. Nói cái này mình nói nhỏ nghe, nói rồi nữa tao không cho mình đi du lịch đấy. Chứ tôi hồi đó tôi có đi Nam Giang mà người ta mời tôi vô chùa vàng chùa bạc á, tôi vô đó tôi nói thiệt là đi là tôi đi. Nhưng mà gọi là quốc đạo, gọi là tin tưởng đạo Phật vậy là siêu việt lắm, là ghê gớm lắm, không nhầm gì tôi đâu. Rồi tôi nghe ở Gang Run đó là cái thờ cái tháp lên Phật là bao nhiêu chục tấn vàng á ha. Tôi nói mình nói nhỏ thôi, nói lớn không được cả nhà. Tội nghiệp lắm. Để mấy chục tấn vàng, mấy trăm tấn vàng đó đem làm từ thiện xã hội, làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương, giúp cho những cái người bệnh nặng mà không có tiền mua thuốc. Đi lấy cái tiền mà nghĩa là bao nhiêu chục tấn vàng là để mà làm cái tháp, cái chùa để mà thờ cái răng Phật, cái tóc Phật. Như Lai gọi là những người đáng thương xót. Không bao giờ tôi có một niệm gọi là cung kính và phục tùng những cái việc làm đó. Tầm thường vô cùng. Như Lai mà đi mê vàng vậy đó, Như Lai mới ở hay sao? Như Lai mới chứng minh hay sao? Đối với Như Lai hả? Vàng mà nếu mà cái tâm hồn của chúng sanh mà không thanh tịnh mà đem mà vàng cúng Như Lai đó, nó còn thua những cái lá cây tầm thường mà kia hái đọc ổi rồi đem cúng Như Lai. Chứ đừng nói đem vàng khối, đem vàng tấn mà cúng Như Lai. Xưa kia Đức Phật đã cho mọi người biết qua một câu chuyện là bà già cũng có hai đồng xu dầu thôi, bà già ăn xin đó. Trong khi đó quốc vương thái tử đại thần cúng dầu không biết bao nhiêu để làm hoa đăng cái hội cho Phật rực rỡ 7 ngày, không biết bao nhiêu dầu, cần bao nhiêu cũng có. Nhưng mà bà già đi xin mà nhín hai đồng xu mua dầu đem cúng mà ngọn đèn đó không ai thổi tắt được, trừ là Như Lai dạy bảo rằng thôi việc đó vậy là coi như xong rồi, thì ngọn đèn mới tắt, chứ còn không có một người nào mà thổi ngọn đèn đó tắt. Như Lai nói là cái công đức, cái tâm lòng của cái bà ăn xin đấy, bà gieo cái hột giống trí tuệ giác ngộ của bà trong nhiều đời nhiều kiếp, vì vậy mà ngọn đèn của bà không ai thổi được. Chứ còn cái chuyện mà đem vàng tính thì ăn nhầm gì. Cho nên những cái tháp rồi đó, ai có đi đem về rồi cho tôi thì tôi cũng tôi lấy rồi tôi bỏ, không bây giờ tôi cần cái đồ bỏ. Trong đó si mê hắc ám đầy nhảy trong đó, có chuyện gì phải cất cái hình ảnh của cái tháp đó. Răng Phật, tóc Phật, xương Phật gì cũng không cần biết. Làm như vậy là Như Lai Thế Tôn không bao giờ quan nghênh đâu. Biết bao nhiêu người cùng khổ, người ta cần 500, 1 triệu không có, mình đem bao nhiêu chục tấn vàng như vậy để mình làm gì, để làm cái gì? Để rồi lỡ một cơn bát loạn nào đó, rồi những cái người mà hôi của giống như Iraq giờ đó,
hôi của, nghĩa là công khai chở xe lên kinh vô đó lấy nào là đá quả cơm, nào là lấy cẩm thạch, nào là lấy vàng dòng, nào lấy tất cả đồ trân bảo của Sa Đa Sanh, nghĩa là giàu đẹp đẽ bằng cái thế giới hạnh nhất chứ không ăn gì. Thế thì tạo ra cho những người hôi của chứ được cái gì đâu. Không bao giờ người học Phật mà hoan nghênh cái đó. Cho nên là Bồ Tát sử dụng thất thánh tài giới văn tàm quý. Mà tàm quý á, tàm quý là một cái đức tánh quý, hết sức quý. Nếu mà trong hàng Phật tử chúng ta để ý về cái chữ tàm quý, đương nhiên là bảy cái món đều là của báo cả, nhưng mà trong đó phải có cái chữ tàm quý là nên ứng dụng trong cuộc sống của hàng ngày. Người mà không tàm quý thì nó mất mát không biết bao nhiêu công đức lành của mình. Bồ Tát sử dụng các cánh tài diễn ly ngũ cái. Ngũ cái là năm cái thứ che đậy tâm tánh của mình, đó là tham dục, sân nhế, thị miên, đạo cử và nghi. Đó, tham dục là một, sân nhế, sân nhớ là giận dữ á, thì miên là dễ đãi, hiện tướng của dễ đãi là ngủ nghỉ đó. Cầu cử là cái tâm không bao giờ, thân khẩu ý không bao giờ an tịnh. Cái người có cầu cử không thích ở chỗ yên lặng, chỗ thanh tịnh vắng vẻ, mà luôn luôn là ở trong chỗ là miệng thì ca, chân thì nhịp, và óc thì là suy nghĩ những cái vui lùa, những cái dục vọng ha, gọi là cao cử. Những nghi à, nghi là không tin một cái gì, từ bỏ thập sử. Thập sử là các vị biết rồi, tức là kiến hoạt và tư hoạt. Hủy vũ thập tiền, thập tiền tức là tùy phiền não. Tùy phiền não là phẩm hận phú não tật sang cuốn xỉm hại kêu gì đó, các vị lựa 10 cái thôi, lựa 10 cái cái nào cũng được hết á. Bởi vì trong 20 cái đó là cái nào cũng ràng buộc, chỉ tiền là trói buộc. Hủy vũ thập tiền, dứt hết lục nghi. Nghi là nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Nghi nghi giới, nghi thế, nghi thiên, nghi đệ nhất nghi thiên. Thanh tịnh ngũ căn, chứng nhập ngũ nhãn. Cái ngũ nhãn này mình cũng phải học cho kỹ. Ngũ nhãn tức là dựa trên ngũ thừa, nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Mình dùng nhục nhãn thì mình thấy sự vật trên cõi đời này khác. Mà mình dùng pháp nhãn thì mình nhìn sự vật hiện tượng trên cõi đời này khác, mà dùng tuệ nhãn thì thấy khác nữa, còn nhìn Phật nhãn thì thấy khác nữa. Nhìn nhục nhãn là thấy vạn pháp là giai hữu, tức là đều có hết, có vui có mừng có buồn có giận có thương có ghét có phải có quấy có hơn có thua, và cái gì cũng có. Còn nhìn bằng thiên nhãn thì những cái mà nó chìm ngập ở trong thất tình lục dục thì thiên nhãn không thấy cái đó. Người thiên nhãn người ta không thèm xài cái đó, coi như cái đó không có ở trong cái thấy của người ta. Ta loại bỏ nó ra.
Cho nên là phải tập nhìn bằng ngũ nhãn. Mà mọi người chúng ta có quyền sử dụng ngũ nhãn, chứ không phải là đợi chờ chừng nào, không phải là chờ mình thành ông trời rồi mình mới có con mắt của trời, không phải là mình thành Bồ Tát chừng nào đó rồi mình mới có gọi là tuệ nhãn, không phải. Ngay như con người mình bây giờ là mình có cái trí tuệ cỡ nào là mình sử dụng con mắt ấy. Bồ Tát thần an trú trong lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thế và niệm Đệ Nhất Nghĩa Thiên. Đệ Nhất Nghĩa Thiên tức là niệm về nước bạn á. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thế. Niệm Thế cũng gọi là niệm xả, từ bi hỷ xả, phải xả mới được. Bồ Tát có những cái đức hạnh tinh tấn ưu việt hơn người thường, vì vậy những cái thấy biết của Bồ Tát người thế gian không thể thấy biết được. Này Đệ Nam Tử, người đệ tử của Phật không quan niệm rằng thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết 12 bộ kinh cùng với thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết kinh Đại Bát Niết Bàn công đức ngang nhau. Quan niệm như vậy là không đúng, vì kinh Đại Niết Bàn là bản bí mật của chư Phật Thế Tôn, lý thú không thể nghĩ bàn. Cho nên là chỉ có kinh Niết Bàn, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niết. Thời Pháp Hoa là để coi như là hé cái cánh cửa, mở cái cánh cửa để chỉ rõ Phật tánh của con người. Mọi người đều có Phật tánh. Kinh Pháp Hoa nói rằng là mọi người đều có tri kiến Phật, đều có khả năng thành Phật. Còn Kinh Niết Bàn coi như mở khóa cánh cửa toàn diện, nói rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Cho nên lý thú rất là sâu nhiệm, không thể nghĩ bàn. Ca Diếp Bồ Tát thưa, theo con hiểu kinh Đại Niết Bàn sâu xa vi diệu, không thể nghĩ bàn. Phật Pháp Tăng cũng không thể nghĩ bàn. Mà Thế Tôn do nghĩa gì mà Bồ Tát lại cũng được gọi là không thể nghĩ bàn? Phật bảo Bồ Tát, Đại Bồ Tát không đợi ai giáo hóa mà có thể tự phát Bồ Đề Tâm. Đức Phật Thích Ca là không có người dạy mà tự mình chứng ngộ đó nha. Bồ Tát là vậy đó, không có thầy chỉ dạy. Đó là cái không thể nghĩ bàn của Bồ Tát đấy. Đã phát tâm rồi tự siêng năng tinh tấn, giả sử gặp phải cảnh ngộ có vẻ nguy hiểm tính mạng cũng không thối thất tâm Bồ Đề. Vì người không vì vô thượng Bồ Đề không tiếc thân mạng, do vậy mà Bồ Tát là hạng người không thể nghĩ bàn. Lại nữa, Bồ Tát thấy rõ sanh tử có vô lượng tội lỗi khổ đau, mà hạng tâm văn viên giác thì không thể thấy biết. Dù thấy biết tội lỗi như vậy, dù thấy biết tội lỗi khổ đau, nhưng vì chúng sanh nguyện ở cõi đời quá độ cho họ, còn chúng sanh thì ở trong sanh tử khổ đau mà chẳng sanh tâm nhàm lìa. Là vì tại chúng sanh điên đảo, vì điên đảo cho nên là vô thường thấy là thường, vô ngã thấy là ngã, vô tịnh thấy là tịnh, vô lạc thấy là lạc, điên đảo. Do không nhào lìa sanh tử mà Bồ Tát được do vậy mà Bồ Tát được gọi là hạng người không thể nghĩ bàn. Chúng sanh này ở trong sanh tử mà không nhầm lìa, Bồ Tát thì là vượt ra sanh tử rồi, mà vì chúng sanh này ở trong sanh tử.
là hỏi tôi sinh tử vì sao mà Bồ Tát gan như vậy, đó là một cái vấn đề là cần đặt câu hỏi. Thật sự ra không có gì gan hết trơn, không có gan gì hết á. Tôi nhớ hồi tôi ở lúc nọ, tôi ở trong cái xóm đông đảo nít đó. Nó đánh bài cách tê, nó ăn cái nút ve, nó gọi là nút thép, thì mua chừng vài ngàn bạc thì nó cả đống nút rồi. Mà có cái loại nút ve nó đặt là 1 đồng, có loại nút ve nó đặt là 2 đồng, có loại nút ve nước ngọt rồi đó nó đặt là 5 đồng. Thế thì là cứ đánh bài ăn với nhau mà, rồi chung bằng cái nút phép đó. Mà đối với trẻ con là nó chung bằng cái đó, nó y như người lớn mà thua bạc trăm ngàn vậy đó. Nghĩa là nó cũng đau, nó cũng buồn, nó cũng vui, nó cũng phấn khởi khi nó ăn, khi nó đau khổ, khi nó thua. Thế thì lúc đó tôi cũng mua ít chục nút vậy đó, tôi đánh bài với nó. Đánh bài với nó rồi có những lúc mà tôi cũng thua nó. Tôi đưa thua nó thì tôi lấy cái nút mà nó bán cho tôi, cái nút mà gọi là 5 đồng, tôi đưa nó có 1 nút rồi mà nó thối là tôi 4 nút. Mà cũng là nút ve thôi, vậy mà nó gọi là nó ăn. Còn tôi đưa ra 1 nút mà nó, 1 cái nắp ve mà tôi lấy là 4 nắp mà nó gọi là tôi thua. Cho nên tôi cứ đánh thoải mái cho nó chơi cho đã rồi. Thì nó có vui có buồn, còn như tôi thì không hề có buồn và cũng không có vui. Đại là tại sao vậy? Là tại vì cái trình độ của tôi đối với cái chuyện mà ăn thua nút phén thì có ăn thua gì? Toàn là một cái đồ giỡn, đồ giả, đồ chơi không có cần thiết gì hết. Tại vì tôi thấy đó là đồ giả, đồ giỡn. Còn như tụi nít nó quan niệm của nó là thiệt. Nó là gì đó, nó có cái tưởng điên đảo. Tụi nhỏ mê lắm, tụi nhỏ tụi nó học me đó, me nó có chua ăn đó. Mà tôi đựng cả túi vậy nè, tôi mang đi sập vậy nè, tôi mê vô cùng. Mà đứa nào động tới cái đó là đổ nợ nha, nghĩa là cự nữ chết bỏ đấy à, chứ không có vừa đâu. Đi gặp nhau cái rồi hút gió cái rồi nó dòm ra cái lấy tay búng nhau cái là có nghĩa là rủ đi đấy à, đánh cả buổi trời bỏ ăn cơm cũng được, nó mê tới vậy á. Thế thì là tùy theo cái nhận thức của cái tụi nhỏ. Cái đồ rất giả như vậy, không có giá trị gì hết đối với người lớn mà nó mê. Thế thì còn người lớn thì là như tôi nói, tôi chơi đó, đánh thoải mái. Có thời gian nó chơi nút bén, có thời gian có tới tùy theo mùa. Nó lấy cái bao thuốc lá đó, nó cắt ra, cắt lấy cái nhãn thuốc lá đó rồi ăn, là cũng chung đặt giá trị nhau, là ăn là quý như vậy đó. Thế thì là cái chuyện đây là Bồ Tát này, nó cũng mường tượng, nó tương tự như vậy. Bồ Tát nó thấy được cái thực tướng của giáo pháp là vô tướng. Tất cả những cái mà cái người ta ngủ nhắm mắt và sự vật không thấy có là mộng. Còn ở đây sự vật giả mà mình mở mắt mình thấy có, mình thấy là thật, đó là tưởng thôi. Mà Bồ Tát đã xa lìa cái vọng tưởng, xa lìa cái điên đảo rồi. Cho nên Bồ Tát ở trong chúng sanh đau khổ mà độ chúng sanh đau khổ, mà Bồ Tát không có chuyện gì phải ưu tư sầu muộn hết. Nó là một sự thật, điều đó là điều có thiệt. Chứ nói là Bồ Tát gan dạ, tội nghiệp ổng quá, ổng gan quá, không có gan. Ổng rất tâm thương. Như tôi đã từng đánh bài với tụi nhỏ, đánh rất tâm thương. Ăn cũng vậy, cũng cười, mà thua bao nhiêu cũng cười. Còn ngược lại thì là tụi nhỏ đó ăn thua là vui là khổ đấy. Tôi còn nghiên cứu tới cái chỗ cái lý do đó. Nghiên tới cái lý do mà tại sao Bồ Tát mà nguyện ở trong sinh tử mà không sầu bi khổ não đó. Tôi phải nghiệm ra cái việc mà tôi phải đi đánh bài với nít để tôi thực chứng là cái việc của Bồ Tát làm. Phải đi đánh bài, phải đi mua đồ chơi của nít.
Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi nghiên cứu sẵn đó, các vị nghe không nghe, không nghe là thôi. Không sao hết. Chứ tôi nghiên cứu nét cái đầu của tôi đây mấy mươi năm trời đó, tại sao một nát gan như thế? Ông không khổ hay sao? Sự thật ông có khổ gì đâu, chơi không à. Cho nên tôi mới phát hiện là chơi á. Rồi cái cô này này có chân đức một lần cô hỏi tôi phương pháp tu hành đó, tôi có nói gì đâu, tôi nói khinh bỉ. Cô giận tôi bao nhiêu năm trời, khỏi đó tôi làm gì, cô nói khinh bỉ. Khinh bỉ là sao, là gì? Trên đời này có cái gì mà quý đâu mà tôn trọng, cho nên cứ khinh bỉ. Rồi tôi nói nếu mà kinh bỉ mà mình nói nghe có vẻ người ta nói mình nó cao ngạo ương ngạnh gì đó thì mình hạ thấp xuống chút, mình nó xem thường hết. Vậy mà cổ cũng vẫn không chịu, cổ phải biểu quý trọng mới được, mà cô không quý trọng là cổ giận tôi. Giận tôi cứ giận không sợ hết. Chứ thật sự là tôi phát hiện cái từ đó mấy chục năm rồi kìa. Hỏi phương pháp tôi hằng nào tu sao cho kết quả tôi nó khinh bỉ. Là có cái gì đâu mà không khinh, nó là như quyển tâm mà đề đoàn chỉ siêu vô học mà mình thành tựu như quyển tâm mà đề rồi thì có cái gì mà quan trọng chứ, cái thân này còn không quan trọng thì còn cái gì nữa mà quan trọng? Tiền tài danh vọng sự nghiệp địa vị cái gì cũng đều không quan trọng, mà không quan trọng có nghĩa là mình khinh bỉ chứ gì, mà khinh bỉ thì có nghĩa là mình xem thường nó chứ gì. Là tại sao mình xem thường, là gì mình coi nó có thật. Cho nên Như Lai Thế Tôn hồi đó nói cũng nhiều người cự dữ lắm chứ, nói pháp cũng nhiều người cự vấn nạn dữ lắm. Thành ra Bồ Tát mà nói địa ngục gì không thể bất tâm Phật, cái chuyện tâm thương, cái câu cái địa tạng đó, địa ngục gì không thể bất thành Phật, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát ma tát, địa ngục mà không hết, không trống rỗng ha, là tôi thề không thành Phật. Thành Phật sao được mà thành, bởi vì địa ngục là ai? Địa là địa tạng, mà địa tạng là tâm của con người, mà tâm của con người á mà còn phiền não vô minh đầy nhảy á, thì cái tâm của con người làm sao mà thành Phật cái ngã nào cho được. Cho nên chừng nào mà cái tâm con người là hoàn toàn trống rỗng, không còn phiền não vô minh nữa, thì bây giờ cái tâm địa tạng này nè, địa tạng là tâm mà, tâm địa mà, cái tâm địa này mới tâm Phật được chứ. Cái tâm địa nó còn đầy nhảy phiền não vô minh á, thì là cái tâm địa làm sao tâm địa thành Phật. Vì vậy mà ông địa tạng, ông thề nghe dữ tợn như tôi nghiên cứu tại sao ông gan vậy. Thế là ông không có gan khỉ khô vậy, tại ông nó mẹo chút xíu vậy. À, tâm địa này mà còn phiền não vô minh, chưa giác ngộ được, thì tâm địa không có cách nào làm gì được mà thành Phật hết. Cho nên là người ta nói mẹo một chút xíu vậy đó. Cũng như Kinh Di Đà, cái pháp môn tịnh độ ta nói mẹo một chút xíu thôi. Người nào mà niệm Phật ít nhất, tệ nhất không, là cái lúc mà sắp lâm chung mình niệm 10 niệm thôi là ta đã rước giảng sanh về Cực Lạc. Niệm 10 niệm thôi. Phật xưa lời thể tỏ tường 48 nguyện dẫn đường chúng sanh, thể rằng ai phát lòng lành nước ta bảo vật để dành các ngươi, thể rằng ai phát lòng như vậy. Hiện đang tín nữ mấy người chí thiền tưởng Phật niệm 10 tiếng ra, ta không rước ở nước ta thề không làm Phật chắc là không sai. Thế thì là niệm Phật là ông rước à? Là bởi vì sao vậy? Là vì tự tánh mọi người là gì? Mọi người là Di Đà rồi, mà hồi nào giờ các vị không biết các vị là Di Đà, cho nên là các vị không bao giờ gặp Phật A Di Đà. Còn bây giờ mà các vị biết niệm Phật thì có nghĩa là các vị đã biết là các vị tự tánh của các vị là Di Đà sẵn rồi.
thế thì là có thiện hữu tri thức nào đó mà động viên mình, nhắc nhở mà mình niệm Phật, thì tất nhiên mình trở về với cái tự tánh Di Đà thanh tịnh vốn có của mình, là mình về cảnh giới cực lạc rồi. Vậy đó. Nhưng mà về cực lạc là trong kinh ta nói không có dễ, không có đơn giản đâu. Trong kinh ta chia ra cái cực lạc nó có chín phẩm, thượng phẩm, thượng sanh nó có chia làm ba, rồi trung phẩm nó có chia làm ba, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm chia làm ba, hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Thế là các vị vẫn vẫn sanh cực lạc mà các vị vẫn còn tu mãi tu hoài. Trong kinh nói rằng chừng nào mà các vị mãn tâm và tăng kỳ kiếp, có nghĩa là các vị sạch phiền não vô minh, thì các vị mới thành Phật trăm phần trăm, mới là qua khai kiến kiến Phật, mới thấy Phật. Còn bằng không thì ở trong hoa sen, ở trong hoa sen thì hiện giờ đây các vị ở trong hoa sen không chứ gì đó. Cứ ra kinh Pháp Hoa là các vị là sen, mỗi người là một hoa sen. À, cho nên là các vị ở trong sen này mà tu hoài, tu chừng nào mà hết cơn phiền não là các vị mới qua khai mới kiến kiến Phật. À, thế thì là cần, chỉ cần niệm 10 niệm là ta rước ở cõi ta chắc chắn. Nếu ta nói như vậy mà không đúng là ta không làm Phật. Mà sự thật, người nào cũng là tự tánh Di Đà rồi, chỉ có cái là các ông không chấp nhận, các chị không chấp nhận. Thế các chị chấp nhận là tôi đã là cho đăng ký hộ khẩu từ lâu rồi mà. Ở chấp nhận là công dân Việt Nam bằng lòng ký vô cái rẹt là tôi chấp nhận công dân Việt Nam thôi, đúng không? Có gì đâu. À, tôi nghiên cứu nó nát óc quá mấy chục năm á. Chứ tại sao mà nói là niệm 10 niệm mà ta mà không rước ở nước ta là ta thề không làm Phật. Vậy thì bây giờ ông thành Phật rồi, ông thành Phật rồi mà sao mình còn ở đây? À, vậy là bao nhiêu người không niệm nữa thì ông không thành Phật sao? Mà sao ông lại thành rồi? Thành rồi là tại vì nếu người nào mà thật sự niệm 10 niệm thôi là ông rước hết. Vì sao vậy? Vì tự tánh Di Đà. Vì sao vậy? Vì là Phật hiệu Di Đà, pháp giới toàn thân tùy xứ hiện. Có chỗ nào không có hiện đâu? Trong đầu, trong cổ, trong ốc, trong tim của chúng ta ông hiện đâu hết rồi. Quốc danh cực lạc, Phật quan chân cảnh cá trung huyền, trên pháp giới nhất chân này, chỗ nào cũng là cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà hết. Thế thì lời thệ của Phật đâu có sai đâu. Đàng hoàng thể là đúng. Cái đó là gọi là nói mẹo một chút đó. Kinh điển người ta nói vậy mà mình không phân tách ra rồi mình nghe nó không có thực tế đâu. Này thì Nam Tử, Đại Bồ Tát trong vô lượng kiếp thường quán sát sinh tử vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Phải quan sát vậy thôi. Vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Rồi vì chúng sinh mà giảng thiết thường lạc ngã tịnh. Dù những thiết như vậy nhưng không rơi vào tà kiến. Trên mặt nào, trên mặt hiện tượng thì nó là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Nhưng mà không phải là cái vũ trụ bao la này nó chỉ có hiện tượng mà thôi. Mà hiện tượng là hiện tượng phát xuất từ bản thể. Cho nên kinh Hoa Nghiêm á, tôi mà nếu tôi chưa chết và tôi còn hỏng đuôi mắt là một, là chưa chết là hai, còn nói được là ba, trí không lẫn là bốn, là dẫn kinh Hoa Nghiêm nữa. Bởi vì bây giờ kinh Hoa Nghiêm á, tôi cho đọc vô băng hết rồi, rồi tôi đầm tôi nghe, rồi tôi tóm đề cương hết rồi. Đề cương lại cho các vị đọc, các vị mênh mang giống như là quăng ngoài giữa biển vậy, các vị lội không có nổi đâu.
Còn tôi thì bây giờ cái khả năng mà lội của tôi là lội giỏi rồi, cho nên quân là ta lội có phương tiện để lội rồi, để vững vàng rồi. Chứ kinh Quan Nghiêm mà các vị đọc là y như là đem các vị mà chạy tàu biển mà tốc độ 1600 dặm chạy ra giữa biển là quăng cái đùng của ấy, quăng rồi thôi à, không có biết phương hướng nào mà lội hết á. Bây giờ tôi đọc xong rồi, cái tôi đề cương ở trong trí tôi rồi hết rồi. Bây giờ mà đem ra mà cô động lại mà giảng là các vị nghe thôi. Nghe là nắm được, nghe là hiểu ý Phật. Thường nói, thường thuyết vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Vì rồi vì chúng sinh mà giảng nói thường lạc ngã tịnh vậy, dù dưới cái như vậy mà không hư vọng, mà không vào rơi vào tà kiến, à mà không rơi vào là mình nói cái bằng nó không trước sau không như một ha. Vì vậy Bồ Tát là người không thể nghĩ bàn. Ví như người vào nước, nước không trôi, vào lửa, lửa không cháy. Đại Bồ Tát cũng như vậy, dù ở trong sinh tử nhưng không bị sinh tử não hại. Do vậy gọi Bồ Tát là người không thể nghĩ bàn. Tại sao Bồ Tát vào nước, nước không trôi, vào lửa, lửa không cháy? Bởi vì cái nước đây là cái ái hà thiên xích lãng, còn cái lửa này nó có nhiều thứ lửa lắm, lửa sân hận, rồi lửa dục vọng, rồi lửa tà kiến, mà những cái đó ra thì không có cháy Bồ Tát được. Còn cái ái hà đó, cái nước đó cũng không có chìm Bồ Tát được. Vì sao mà không chìm được? Là tại vì Bồ Tát biết rằng, Bồ Tát biết là nhìn bằng tự nhãn thì là thấy được cái thực tướng của giải pháp là tướng, tướng vô. Mà lửa, mà lửa trong chim bao thì làm sao mà đốt được người thật? Nước là nước trong chim bao mà làm sao nhận chìm người thiệt, người tỉnh? Này thế nam tử, con người có ba hạng: thượng, trung và hạ. Hạng người bậc hạ lúc nhập thai coi như mình bị giam hãm vào chỗ tối tăm dơ bẩn, mất hết tự do sầu khổ. Lúc xuất thai có cảm tưởng như là ra khỏi chỗ ngục tù giam hãm. Còn hạng người bậc trung thì nhập thai không xem là nơi giam hãm khổ đau, mà tự thấy như mình dạo chơi nơi một cảnh trí có nhà cửa, có cỏ cây, có suối chảy, phù hợp cho một cuộc sống bình thường. Còn hạng người bậc thượng thì vượt khỏi hai cái ý niệm trên. Bồ Tát tự xem như mình vào cung điện lộng lẫy nguy nga, có vườn cây mát mẻ, có dị thảo kỳ hoa, có ao, có suối, có chim kêu giữa nó, có muôn thú vui đùa, một quan cảnh thanh bình êm đềm vui vẻ. Khi Bồ Tát xuất thai cũng thấy mình ở trong một môi trường an lành tiêu sái ấy. Lúc Bồ Tát nhập thai, trụ thai, xuất thai đều tự biết và còn biết mình đang sẽ làm gì đối với sự lợi ích cho chúng sanh. Cho nên dù ở trong thai cũng như là khi xuất thai không hề có niệm tham sân si. Do vậy gọi Bồ Tát là người không thể nghĩ bàn.
cái này đây là học tới gọi là một cái từ gọi là bát tướng thành đạo. Bồ Tát nhập thai từ khi mà giáng đâu sức giáng thần, rồi nhập thai, rồi trụ thai, rồi xuất gia, rồi thành đạo, rồi chuyển pháp luân, rồi nhập niết bàn, mới gọi là bát tướng thành đạo. Mà hàng phàm phu thì nhập thai khác, hàng hạ căn nhập thai khác, hàng bậc trung, căn tính bậc trung thì thấy cái sự nhập thai xuất thai khác. Còn người bậc thượng như Bồ Tát đó nè, đâu xuất giáo thần nữa nè, nhập thai coi như là hoàn toàn không có, không có gì ràng buộc hết. Bởi vì cái tri kiến của Bồ Tát á, cái tri kiến, cái trí tuệ của Bồ Tát á, tôi đọc hai cái câu đối này ở chùa Quán Sứ Hà Nội nè: pháp lực bất tư nghì, vước cổ đằng kim, ư nhất mau đoan hiện bảo vương sát. Đối với Phật á, đối với cái nhận thức của bậc giác ngộ là trên đầu một mái lông này mà chứa đựng cả cõi nước của chư Phật mười phương. Thế thì trong cái nghĩa câu nói đó có nghĩa là từ một cái điểm như là đầu mái lông vậy đó là tất cả mười phương pháp giới. Do vậy cho nên mười phương pháp giới mới cùng với cái chất liệu của đầu mái lông là một thứ. Đó là nhất, cái giáo lý nhất tức nhất thiết, một là tất, tất cả không rời cái một, không có cái một là không có cái tất cả. Và cái tất cả mênh mông vậy, mười vô giống giới vậy, không rời cái một mà có. Nói hẹp lại, đất nước Việt Nam này không rời một hạt bụi, vì do số hàng hà ra số bất khả thiết cái số bụi mà gom lại thành cái dải đất của đất nước Việt Nam. Do vậy cho nên một hộp bụi của đất nước Việt Nam là một đất nước Việt Nam không khác. Đất nước Việt Nam không rời, không ngoài và không khác một hộp bụi của đất nước Việt Nam. Thành ra ư nhất mau đoan hiện bảo dương sát, trên đầu một mái lông mà chứa đựng hiện ra cõi nước của mười phương. Bên kia câu đó bên kia là thế gian chân điều ngự, tùy cơ đạo giác tỏa với thần lý, chuyển đại pháp luân. Đức Phật ngồi trong vi trần mà chuyển đại pháp luân. Do vậy cho nên là ông Phật mà trong cái lúc mà gọi là trụ thai đó, lúc ở trong bụng mẹ đó, đã từng chuyển đại pháp luân trong mười phương pháp giới, chứ không phải là ngột ngạt ở trong cái bụng mẹ giống như là người trí bậc hạ và bậc trung đâu. Thì đối với Bồ Tát là một là tất cả là một đó là cái giáo lý thật là sâu. Rồi hết giờ thì ngừng ngang đây. Đây là chuẩn bị học bát tướng thành đạo đấy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện. Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chơi vơi, qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la nơi thầy ấm áp, bình an
nghe mê mông tí thầy chan hòa. Thầy ơi, đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô tin không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi, con xin hứa dù khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát từ sinh này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao sương muôn loài xa vắng. Tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Bài ca tuy không tên nhưng thật bao